Xin chào quý vị và các bạn đang đến với lịch thi đấu của vòng tứ kết Asian Cup 2023, dự đoán tỷ số của các cặp đấu. Bên cạnh đó là cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến bóng đá Việt Nam. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Vâng, như vậy là hai cặp đấu cuối cùng nằm trong khuôn khổ vòng 1/8 của Asian Cup 2023 đã khép lại với các tỷ số. Trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản thì Nhật Bản đã dễ dàng giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Bahrain. Qua đó thì là đội bóng tiếp theo có mặt tại vòng tứ kết. Ở cặp đấu giữa đội tuyển Iran và Syria đã không có bất ngờ xảy ra. Đội bóng được đánh giá là mạnh hơn hẳn, đó chính là Iran đã giành chiếc vé vào chơi vòng tứ kết. Như vậy là tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã xác định được 8 cái tên đi tiếp. Đó chính là đội tuyển Australia, đội tuyển Pakistan, đội tuyển Jordan, chủ nhà Qatar, đội tuyển Uzbekistan, đội tuyển Hàn Quốc, Nhật Bản và đội tuyển Iran. Như vậy là quý vị và các bạn cũng thấy được vòng 1/8 của Asian Cup 2023 dường như đã không có những bất ngờ xảy ra. Có chăng thì đó chính là cặp đấu giữa đội tuyển Pakistan đã làm nên một chiến thắng lịch sử trước đội tuyển UAE, cặp đấu giữa đội tuyển Jordan và đội tuyển Iraq. Còn những cặp đấu còn lại thì những đội được đánh giá là mạnh hơn đều giành được chiến thắng và có tấm vé đi tiếp. Sau đây thì chúng ta cũng xác định được các cặp đấu và lịch thi đấu như sau. Như vậy là ở vòng tứ kết thì đội tuyển Jordan sẽ đối đầu với Pakistan, đội tuyển Australia sẽ chạm trán với đội tuyển Hàn Quốc, chủ nhà Qatar sẽ gặp gỡ với đội tuyển Uzbekistan. Cặp đấu còn lại đó chính là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng mạnh là đội tuyển Iran và đội tuyển Nhật Bản. Như vậy là vòng tứ kết của Asian Cup 2023 sẽ được diễn ra trong 2 ngày, ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 2. Trong ngày mùng 2 thì chúng ta sẽ có hai cặp đấu, đó chính là cuộc đụng độ giữa đội tuyển Jordan và Pakistan sẽ được diễn ra vào lúc 18:30. Cặp đấu còn lại đó chính là cuộc chạm trán giữa Hàn Quốc và đội tuyển Úc. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 22:30 theo giờ Việt Nam. Hai cặp đấu còn lại sẽ được diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 2. Đó chính là cuộc đụng độ giữa đội tuyển Nhật Bản và Iran vào lúc 18:30. Trong khi đó thì trận đấu khép lại vòng tứ kết đó chính là cuộc đụng độ giữa chủ nhà Qatar Uzbekistan vào lúc 22:30. Quý vị nhớ chú ý theo dõi. Nhận xét một chút liên quan đến các cặp đấu này thì đội tuyển Pakistan so với đội tuyển Jordan thì Pakistan được xem là một chú ngựa ô của giải đấu năm nay. Họ tiến vào được đến vòng tứ kết trong lần đầu tiên tham dự kỳ Asian Cup. Đó chắc chắn là một niềm tự hào và đó là kỷ lục đến từ vị trí của Pakistan rồi. Trong khi đó thì bên kia chiến tuyến, đội tuyển Jordan càng chơi càng hay. Và ở cặp đấu này thì theo như những gì mà chúng tôi dự đoán, Jordan sẽ là đội bóng đi tiếp trong cuộc đối đầu này. Cặp đấu giữa đội tuyển Australia và đội tuyển Hàn Quốc, mặc dù đội tuyển Australia đang cho thấy họ đang lấy lại được phong độ và ghi bàn tốt như thế nào ở vòng 1/8 sau trận đấu thắng đậm trước đội tuyển Indonesia, tuy nhiên thì Hàn Quốc cũng cho thấy rằng đội bóng này thực sự là một ong kẻ của bóng đá khu vực châu Á. Dù gì thì gì, Hàn Quốc vẫn được xếp trên đội tuyển Australia một bậc và ở trận đấu gần đây nhất thì chúng ta cũng thấy được Song Min cùng với các đồng đội đã thoát được cửa tử như thế nào. Và ông cha ta cũng có câu, chết hụt thì thường sống rất dài. Chính vì thế mà theo như những gì mà chúng tôi đánh giá, ở cặp đấu giữa Australia và Hàn Quốc thì đội tuyển Hàn Quốc sẽ là cái tên đi tiếp vào vòng bán kết. Cặp đấu giữa đội tuyển Qatar và Uzbekistan, chủ nhà Qatar và Uzbekistan là hai đội bóng được xem là cân kèo nhất ở vòng tứ kết này và rất khó đi dự đoán đội bóng nào sẽ đi tiếp. Nhưng theo như những gì mà chúng tôi cảm thấy, chủ nhà Qatar với những gì mà họ đã thể hiện cộng với sự cổ vũ nhiệt tình đến từ vị trí của cổ động viên sân nhà thì chính vì thế mà Qatar nhiều cơ hội sẽ đi tiếp trong cuộc đối đầu này. Chúng tôi đặt niềm tin ở Qatar. Cặp đấu còn lại đó chính là cuộc đọ sức giữa đội tuyển Nhật Bản và Iran. Đây là trận đấu được xem là tâm điểm của vòng tứ kết này. Chính vì thế mà dự đoán sẽ dành cho quý vị và các bạn liệu rằng Nhật Bản hay là Iran sẽ đi tiếp trong cuộc đối đầu này. Hãy comment để chúng ta cùng nhau trao đổi. Và tiếp theo trong bản tin này thì chúng ta sẽ nói đôi chút liên quan đến những thông số đáng buồn của các đội bóng Đông Nam Á khi tham dự Asian Cup 2023, đặc biệt là đội tuyển Việt Nam. Nếu chỉ tính các cuộc đối đầu với các đối thủ ngoài khu vực thì các đội bóng Đông Nam Á chỉ có đúng một trận thắng tại kỳ Asian Cup năm nay, cùng theo với đó là hàng loạt những thông số cực kỳ thấp và cực kỳ đáng quan ngại. Như vậy là kết thúc Asian Cup 2023 thì bóng đá Đông Nam Á chỉ có 2 chiến thắng, bao gồm đội tuyển Thái Lan đã thắng đội tuyển Kyrgyzstan với tỷ số 2-0 tại bảng F, còn đội tuyển Indonesia lại thắng 9 đội tuyển Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á tại bảng D. Tuy nhiên thì như đã nói trước đó thì đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam cùng một khu vực Đông Nam Á, nên trận thắng này hầu như là không mang bất cứ một ý nghĩa gì để có thể so sánh chất lượng của đội bóng Đông Nam Á đối với phần còn lại của châu Á. Ở giải đấu năm nay thì đội tuyển Thái Lan là đội bóng Đông Nam Á duy nhất chiến thắng trước đối thủ bên ngoài khu vực. Trận thắng 2-0 của Thái Lan trước đội tuyển Kyrgyzstan cũng là trận đấu duy nhất mà đội bóng Đông Nam Á có được chiến thắng tại giải đấu này. Nên nhớ thì đội tuyển Kyrgyzstan là đội bóng yếu tại khu vực Trung Á. Họ xếp thứ 98 trên bảng xếp hạng của FIFA.
Đội này thì đã từng thua đội tuyển Malaysia 3-4 ở vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2016. Nên việc đội tuyển Kyrgyzstan để thua đội tuyển Thái Lan ở Asian Cup năm nay là gần như là điều khó tránh khỏi. Cũng chính vì thế mà ý nghĩa chiến thắng của đội tuyển Thái Lan trước đội tuyển Kyrgyzstan cũng không thực sự lớn. 4 đội bóng Đông Nam Á tham dự vòng chung kết Asian Cup năm nay gồm đội tuyển Thái Lan tại bảng F, Malaysia tại bảng E, Indonesia và đội tuyển Việt Nam tại bảng D. Các đội tuyển này chỉ ghi được tổng cộng 13 bàn thắng trong tổng số 14 trận đấu. Trong đó thì đội tuyển Thái Lan và Indonesia mỗi đội thì có 4 trận. Còn đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã bị loại nên chỉ thi đấu được 3 trận. Tuy nhiên thì các đội bóng Đông Nam Á cũng giành được một số kết quả được gọi là tạo bất ngờ trước các đội bóng mạnh của khu vực châu Á. Ví dụ như trận hòa không đều giữa Thái Lan trước đội tuyển Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên thì như quý vị và các bạn nếu theo dõi trận đấu này thì có thể thấy và hiểu rằng đây là một trận đấu mà đội tuyển Ả Rập Xê Út không nhất thiết phải thắng, vì họ đã có vé đi tiếp từ trước đó. Cho nên đội tuyển Ả Rập Xê Út cũng không quá quan trọng là phải gặp đối thủ nào ở vòng 1/8. Chính vì thế mà động lực thi đấu của các cầu thủ Ả Rập Xê Út cũng không cao. Họ tung ra sân với sơ đồ đội hình cũng không thực sự quá mạnh. Cái việc mà đội tuyển Ả Rập Xê Út chơi không quyết tâm khiến cho đội tuyển Thái Lan dễ dàng tạo ra một lợi thế tốt hơn, đó là cũng là điều hoàn toàn hợp lý trong những trận bóng đá. Một chi tiết cho thấy Ả Rập Xê Út không quyết tâm thắng trận đấu với đội tuyển Thái Lan ở chỗ đội bóng xứ đội tuyển Ả Rập đã thay đến 9 vị trí trong đội hình xuất phát của họ. Một ví dụ khác đó chính là trận hòa lịch sử 3 đều của đội tuyển Malaysia trước đội tuyển Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng tại bảng E. Đây được xem là lời chia tay giải đấu cực kỳ ấn tượng đến từ vị trí của thầy và trò huấn luyện viên Kim Pan Go. Dù vậy thì sau trận đấu đã có rất nhiều những giới mộ điệu, chuyên gia cũng như là người hâm mộ cho rằng đây là trận đấu mà đội tuyển Hàn Quốc không muốn thắng để cố tình tránh phải gặp đội tuyển Nhật Bản ở vòng 1/8. Cũng chính vì thế mà ý nghĩa của trận hòa Malaysia mang lại không thực sự lớn. Như vậy là những con số trên cũng phản ánh trình độ phần nào đó của bóng đá Đông Nam Á vẫn còn khá xa của tầm châu Á. Những đội bóng Đông Nam Á như Malaysia, Indo, Việt Nam hay là Thái Lan cần phải học hỏi rất nhiều và cần phải thay đổi cải tổ rất nhiều nữa nếu muốn có thể chen chân vào top những đội bóng mạnh của khu vực châu Á, ít nhất là top 8. Thực chất thì đội tuyển Thái Lan và Indonesia cũng chỉ đá nhiều hơn đội tuyển Việt Nam hay Malaysia một trận đấu mà thôi. Tuy nhiên thì ở một diễn biến nào đó thì Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng như là Indonesia họ đang rất tự hào và hài lòng những gì mà đội tuyển của họ đã làm được. Trong khi đó thì ở một diễn biến còn lại, đội tuyển Việt Nam cũng như là Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang cho thấy một bộ mặt, có thể nói là một bộ mặt mất đi niềm tin tưởng đến từ vị trí của người hâm mộ. Hy vọng trong tháng 3 tới đây thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ trông thấy một đội tuyển Việt Nam hoàn toàn khác so với những gì mà chúng ta đang trông thấy tại Asian Cup 2023. Lúc đó thì các cầu thủ của chúng ta, những cầu thủ được xem là bị chấn thương, những cựu binh dưới chiêu đài của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại. Liệu rằng huấn luyện viên Philippe Doucet với những gì, với những quân bài tốt nhất trong tay, ông có thể nhào nặn và cho ra một đội hình tối ưu nhất với một lối đá kiểm soát bóng mãn nhãn, đem lại cho người xem những pha bóng ấn tượng và khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam quay trở lại với niềm tin vào bóng đá Việt Nam hay không? Thì chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi xem. Vâng, và đó là những thông tin mới nhất có trong bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn hãy để lại những ý kiến của mình ở dưới mục bình luận để cho chúng ta cùng nhau trao đổi, cùng nhau bình luận về bóng đá Việt Nam. Nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi.